Liam mến chào các bạn. Hôm nay Liam tiếp tục khui một thùng hàng để đưa hàng lên shop của Liam trên Shopee ha. Thì ngày hôm nay Liam nhận được 3 thùng hàng. Bây giờ Liam sẽ lần lượt Liam khui từng thùng ha. Chắc là mỗi thùng thì Liam sẽ quay một video nha. Đây là video phần 1. Các bạn nhớ bấm chuông để theo dõi tiếp những video phần 2 và phần 3 ha. Liam có thêm 2 thùng lớn nữa. Thì em cũng không biết ở trong này có những món gì, là gì. Đợt này thì em lấy khá là nhiều hàng. Nhiều tay họ chia ra thành những thùng nhỏ như thế này các bạn, để dễ vận chuyển á. Rồi hãy cùng với em khui thùng hàng này ra. Rồi em sẽ review cho các bạn xem nha. Đây, trong này có mấy cái món hàng này ha. Liam dẹp ở đây một bên rồi, Liam sẽ bỏ hàng xuống nha. Thì đầu tiên Liam sẽ review món đầu tiên là tủ cắm bút hình tủ lạnh. Đây, cái đồ cắm bút hình tủ lạnh nè các bạn. Chỗ này là cắm bút mà phía trước là có cái cửa mình mở ra là bên trong sẽ có cái hộc như thế này ha. Đây nè, đây là cái hình nè các bạn. Thì đợt trước shop Liam cũng có lấy về rồi nè. Đợt này Liam lấy thêm ha, tại shop của Liam cũng sắp hết rồi các bạn. Đây, cái chỗ này cái hộc này lớn nha, mình có thể mình bỏ được oxy tháp này, bỏ sticker hoặc là gom và mấy cái món đồ lặt vặt ha, mình bỏ vô cho nó gọn gàng. Còn trên này là dán sticker để trang trí ha. Các bạn mua tủ thì Liam sẽ tặng cho các bạn sticker để các bạn trang trí. Thì người ta họ đóng, Liam lấy nhiều mà có lẽ là người ta đóng ở mấy cái thùng khác nữa ha các bạn. Rồi tiếp nha, Liam sẽ review tiếp mà đồ cắm bút này các bạn. Cắm bút này, cắm bút dạng lưới. Đây, có mấy màu này rất là xinh nè các bạn. Cắm bút lưới có đính sam ha. Đó, mấy cái sam rất là tê ha. Đây, đồ cắm bút lưới nè các bạn. Các bạn mua về các bạn đi co bàn ha. Này có hình đĩa thỏ đang cầm củ cà rốt nè. Rồi, tiếp theo là đây là giấy nốt. Cái nốt hình hộp sữa, cái nốt này là bên trong có 200 tờ ha. Đợt này về mấy cái mẫu màu rất là xinh nè các bạn. Cái mẫu này mấy mẫu mới ha. Đây là hình gấu thỏ. Đây là hình bếp này Liam cũng không biết là gì ha. Có đầu bếp nè. Giọng của Liam hơi nhỏ xíu ha, tại vì Liam mới ngủ dậy các bạn. Để Liam nói lớn lớn xíu cho các bạn nghe. Đây các bạn, hai tông màu là màu hồng và màu xanh dương, hai màu trắng nè. Đây. Rồi tiếp nha các bạn, đợt này Liam có lấy giấy thủ công, Liam lấy để Liam về Liam làm thủ công này các bạn. Nếu các bạn nào thích đó, thì Liam bán này, chắc lẽ là Liam không có bán tại vì cái kích thước nó lớn quá các bạn. Nếu các bạn nào ở Quy Nhơn á thì qua nhà Liam thì Liam sẽ bán ha. Chứ còn ở xe có lẽ là Liam không có gói được. Thì tờ giấy này rất là to nè, Liam mua về để Liam làm mấy cái món đồ đi co bàn các bạn. Wow, quét trời xanh luôn các bạn ơi. Đây này dễ thương lắm. Đây có các màu ha, tông hồng, tông tím nè. Đó, tông xanh nè. Nhưng mà đáng tiếc là cái khổ nó quá lớn cho nên là Liam gửi hàng đi xe sợ là không gửi được đó các bạn. Đây, bộ giấy rất là to nè các bạn. Đây. Các bạn xem này, tại vì Liam dự định là mua về xong mà mình làm mấy cái video làm đồ decor bàn, ví dụ như làm tủ hoặc là làm đồ trang trí ở trên bàn học đó các bạn, là mình lấy cái này mình bao lại ha, mình dùng cái giấy cái bìa cạc tông á, rồi mình bao cái này lại rất là xinh luôn các bạn. Đây là Liam lấy cái này Liam mua về Liam dùng ha. Rồi tiếp nha, tiếp theo là đây là sổ là so mà B5 này các bạn, siêu lớn luôn. Đây các bạn, rất là lớn luôn. Để Liam coi là bao nhiêu cm nha. Cái này là 18,5 cm nè. Rồi chiều này là 25,5 cm nè các bạn. Rất là to luôn các bạn ơi. Để Liam khui một cuốn sổ cho các bạn xem nha. Tại vì sổ này có nhiều bạn làm trang trí sổ á, các bạn hỏi ha, thì Liam lấy các bạn về các bạn gắn cái gáy này vô ha, người ta họ đục lỗ sẵn hết rồi nè, gắn gáy này vô nè. Đó. Thì
phía trước nó có một cái bìa bìa nhựa mà rất là dày nha các bạn, đây này dày lắm nè. Đó, bên trong là có cái hình này in rất là sắc nét ha. Rồi đây đó, bên trong là cái ô vuông này các bạn, cái này các bạn vừa các bạn làm trên tiết sổ rất là đẹp nè. Một bên là có giấy ô vuông, một bên là giấy trắng mình có thể mình vẽ ha. Đây các bạn. Rồi Lan sẽ review tiếp nha. Đây. Sổ đợt này rất là rẻ, thành ra Ly em lấy nhiều nè các bạn. Sổ này rẻ mà rất là chất lượng luôn, giấy đẹp á. Ly em lấy nhiều nhiều về để bán dần ha. Để lâu lâu mới có một lố hàng giá rẻ các bạn. Đó. Mình hãy tranh thủ mình gom ha. Đây toàn là mấy cái hình dễ thương không à các bạn ơi. Ly em nghĩ các bạn đi học á, mình nên có một cuốn như thế này để mình làm trang trí sổ cũng rất là hay luôn. Ly em lấy ra hết rồi ha. Trong này là tổng hết là 30 cuốn này các bạn ha. Đây. Rồi nha, rồi Ly em sẽ tiếp tục Ly em khui thùng hàng khác, sẽ quay một cái video ở phần 2 nha các bạn. Còn bây giờ thì cái thùng hàng này thì gồm những món hàng này ha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ủng hộ Ly em và để đón xem những video mới của Ly em nha. Bye bye các bạn. Nếu các bạn thích những món hàng ở trong thùng Ly em khui thì các bạn hãy vào trong phần mô tả video. Ly em có để link sản phẩm cũng như là link shop trong phần mô tả video nha các bạn. Bye bye.